Ok, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của anh em mình ha. Mình lại là mình Khiêm đây. Nay mình sẽ review cho các bạn một cái tựa game rất là vui nhộn. Mình vừa chơi thử nó xong để mình có thể là tiến hành test game rồi cũng là tiến hành có thể demo cho các bạn xem cái gameplay thì cười tét cả rún. Nó làm cho mình gợi nhớ cho mình đến nhớ đến một cái tựa game hồi thơ ấu, cái kiểu game là game đua xe hai bánh đường phố rồi cầm mấy gậy bóng chày để mà đánh nhau để mà đua giành hạng đua xe đường phố ấy. Biết các bạn nào có chơi không, chắc không phải là 8x 9x thì mới nhớ cái tựa game đó ha. Rồi ok, thì mình sẽ quay trở lại với cái tựa game Whole City này. Thì đối với cái tựa game Whole City này á, mình cũng sẽ giới thiệu cái website của họ cơ bản về các cái thông tin về social các thứ giống như các video trước mình hay làm ha. Sau đó là mình sẽ tiến hành chơi thử cho bạn xem trên trực tiếp luôn ha, tại vì hiện giờ họ đang cho test các bạn test net. Và cuối cùng là mình sẽ chia sẻ thêm một cái cách các bạn có thể kiếm tiền trong game này và mẹo làm sao để các bạn có thể mà bắt đầu chơi những cái game NFT một cách thuận lợi nhất ha. Ok, thì đầu tiên mình cũng sẽ là review thông qua cái website của họ về cộng đồng, về team, về backer, về investor, tokenomics cũng như là roadmap. Rồi, mình sẽ mở cái website của họ ha. Rồi cũng như thường lệ là các cái link liên quan của video này mình sẽ để dưới phần mô tả của video các bạn nhé. Các bạn chỉ việc xuống và truy cập sẽ là nhanh nhất nha. Rồi thì cái trang chủ của Whole City á là wholecity.io. Đó, thì cái giao diện trang chủ như thế này cho phép các bạn xem một cái video demo game để mà các bạn có thể tiếp cận nhanh nhất ha. Rồi ở đây nè, nó có cho phép các bạn là chơi cái bảng testnet trước nè. Rồi cả là cái big test. Cái big test thì để các bạn có thể là vào cái thông tin toàn bộ dự án của họ thì có trong cái big test này ha. Xíu nữa mình sẽ lướt cái big test này cho các bạn xem vì nó khá là rõ ràng luôn. Rồi, mình sẽ kéo xuống để cho các bạn xem cái video demo nó to nhất nè. Mình sẽ tua cái này một tẹo nha. Đó, thì cái gameplay nó là như thế này. Thì giờ các bạn sẽ mua một cái xe NFT và các bạn tiến hành đua. Thì khi đua nó vui lắm, vừa là bạn điều khiển, phải là kỹ năng của bạn tốt một tí thì bạn mới chiến thắng được cái game này. Thứ hai nữa là trong cái video này nó chưa có thấy cái việc mà anh này giơ cái chân anh ra đá. Thì lúc nãy mình test thì mình tiến hành đá thử thì nó rất là hài các bạn ha, vui lắm. Rồi ok, thì ok, thì cái này là roadmap của họ. Rồi, mình sẽ kết thúc cái video gameplay ở chỗ này ha. Đó, cái giao diện thì nó chỉ là đơn giản thôi, phase 1 của nó sẽ là như vậy. Còn phase 2 thì sẽ có nhiều cái thứ thú vị khác thì mình sẽ trình bày tiếp ở phần page deck của nó ha. Rồi, tiếp đến cái phần features thì đây là một cái dạng game 3D, game đua xe 3D ha. Các bạn chơi chiến thắng thì bằng cái kỹ năng của các bạn là chính, chứ không phải cái dạng game click to earn ha. Rồi, đây là cái game play to earn. Thì bạn có thể kiếm tiền thông qua là chiến thắng trong game nè, rồi thông qua những cái việc là bạn buôn bán các cái NFT là các cái xe hay là các cái vật phẩm trong game nha. Rồi cái phase 2, cái phase 3 của game này thì sẽ có cái metaverse các bạn nhé. Bạn có thể nhìn thấy cái nền này sẽ là cái thành phố và ở đó có các cái nhân vật, bạn có thể tùy biến nhân vật ha. Rồi marketplace thì nhìn chung thì tất cả các cái game NFT thì đều phải có cái marketplace rồi. Thì ở game này cũng có, và marketplace này thì chỉ để bán xe và các cái vật dụng cần thiết ở cái phase sau. Roadmap á, thì hiện tại cái mốc thời gian quan trọng đáng chú ý nhất sắp tới là còn 3 ngày nữa là họ sẽ tiến hành IDO trên hai nền tảng là BSCS, BSC Station và PoolZ. Họ có tiết lộ một ít thông tin là họ sẽ IDO trên một nền tảng thứ ba nữa, nhưng mà đến bây giờ thì mình vẫn chưa có thông tin là chính thức là nền tảng nào. Các bạn có thể theo dõi thông tin bên channel của họ hoặc là vào cái nhóm của mình sẽ cập nhật thông tin liên tục về dự án này nha. Rồi, thì sau khi mà họ IDO, họ bán token xong thì họ sẽ là khởi chạy cái game Whole City version 1 trên web. Rồi đến đầu năm sau thì họ sẽ tiếp tục chạy Metaverse về cái họ họ chạy marketing về Metaverse rồi là release thêm cái bản trên là iOS và Android vào đầu năm 2020 ha. Đó.
Rồi tới quý 3 thì họ sẽ release thêm nhiều cái tính năng nữa. Rồi, quý 4 là tiếp tục xây dựng cộng đồng, phát triển, mở rộng. Thì về core team, thì thông qua cái AMA vừa rồi ở cộng đồng của mình thì mình cũng biết được là core team có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái nền tảng, trong cái lĩnh vực blockchain ha. Thì các bạn có thể thông tin tìm hiểu thêm ở cái LinkedIn ha. Đây là anh CEO, rồi CTO. Các bạn có thể bấm vào đây để lên LinkedIn để mà các bạn có thể đọc thêm về cái thông tin cũng như là hồ sơ của các anh này ha. Rồi về phần partner và investor thì cũng có rất là nhiều các cái nhà đầu tư lớn ở Việt Nam tham gia đầu tư và làm backer của dự án này các bạn nhé. DNFT này là một cái dự án mà NFT 2.0 nè. Khả năng mà khi họ liên kết với DNFT là cái việc mà cho thuê NFT sẽ diễn ra khá là ổn ha. Mình đoán là như vậy, mình chưa biết là sắp tới thì họ sẽ cụ thể là sẽ làm như thế nào thì các bạn cần theo dõi thông tin ha. X21 này, AU21 Capital này. Đó, các cái venture rất là lớn ha. Rồi tiếp theo nữa là các cái social của họ. Mình sẽ vào cho bạn xem nha. À, cái này là bản demo, xíu nữa mình sẽ demo luôn cho bạn xem. À, cái này là nhóm. Thôi, thành viên thì chỉ mới có 97 người trên nhóm Facebook thôi. Còn về cái Telegram là cái kênh hoạt động chính của họ thì có đến 64.000 subscribe các bạn không? Rồi, trên Twitter thì cũng có đến 44.600 lượt follower. Thì hiện tại họ đang chạy airdrop và các cái wallet để mà tham gia IO trên hai nền tảng BSC Station và Poonz các bạn nha. Thì các bạn hãy chú ý để mà làm cái airdrop cũng như là cái wallet IDO nha. À, trên Discord cũng có gần 10.000 member. Ui, rất là nhiều ha. Rồi, đây là Medium, có 59 follower. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là cái phối cảnh về Metaverse của họ ở phase 2, phase 3 ha. Và đây là cái AMA. Các cái AMA cũng như là trang chủ của Whole City. Thì cái video demo của họ có đến 756.000 lượt view các bạn nhé. Cái này mình thấy có trên TikTok cũng có nữa mà hình như là mấy bạn này chưa có liệt kê vào cái thông tin trên web ha. Rồi đó là cái thông tin tổng quát về cái website của họ. Thì tiếp theo mình sẽ vào Big Tech để mình lướt thêm cho các bạn thêm sâu về thông tin của cái tựa game này như thế nào ha. Rồi đây là incubator của họ, đó là BSC Station ha. Thì họ cũng sẽ IDO trên nền tảng này vào ngày 5 tháng 11 các bạn nha, còn 3 ngày nữa để tiến hành làm whitelist, các bạn tranh thủ nha. Các cái link liên quan thì các bạn có thể xem ở cái phần mô tả cái video, và hoặc là nếu mà các bạn cần thêm hướng dẫn thì các bạn có thể tham gia vào đội nhóm của mình để tụi mình có thể là hỗ trợ các bạn thêm trong cái việc mà các bạn có thể đăng ký tiến hành làm whitelist IO sắp tới nha. Rồi thì ở trong đây họ giới thiệu rất là rõ về các cái roadmap của họ trong là 3 cái giai đoạn. Thì giai đoạn thứ một á, giai đoạn thứ nhất á, thì sau khi mà họ IDO họ bán token xong thì họ sẽ cho ra cái game. Thì ở trong phase 1 thôi là mình cũng đã có thể là play to earn được rồi. Thì dự kiến là trong vòng tháng 11 hoặc là qua tháng 12 là họ sẽ có thể ra cái tính năng này rồi ha. Thì hiện tại đang test game, game khá là cuốn các bạn nha. Rồi đến phase 2 á, thì họ sẽ ra cái Metaverse. Thì mọi người có thể tham gia vào để mà nói chuyện, để mà tương tác với những cái người chơi khác. Và đến phase 3 là người chơi sẽ là kết nối, nói chuyện, rồi là nói chung là mở rộng thêm về cái thế giới Metaverse cũng như là cho phép người chơi có thể là decor, có thể là trang trí, cải tiến thêm các cái thiết bị của xe của họ ha. Rồi, thì đây là các cái phần về play to earn. Rồi, mình sẽ lướt sơ qua đây để xuống cái phần tokenomics. À, đây là cái game component. Thì đây là cái game kiểu như game flow trong cái game của họ thôi ha. Các bạn có thể đọc kỹ hơn ở trong đây thì mình sẽ review các cái chỗ nào mà cho các bạn dễ dàng tiếp cận nhất. Đây nè, giả sử như ở chỗ này thì các bạn có thể thấy á, NFT trong game là những cái gì. Thì NFT trong game á, NFT trong game á sẽ là xe nè. Các cái loại xe sẽ là các cái dòng NFT ha.
rồi sau đó sẽ là các avatar ở cái metaverse, rồi tiếp đến nữa là sẽ là các cái phụ kiện, phụ tùng thiết bị như là động cơ, hộp số, rồi là các cái thiết bị trong đây ha, bánh xe gì nè, đó, piston, xi lanh, buji nè, đó thì họ cũng sẽ có là cái HWL token, rồi là mystery box, sẽ bán những cái box để mà bạn có thể mua được những cái con share NFT ha, rồi có chợ để mà các bạn có thể bán được cái NFT của mình. Rồi thì chơi thế nào trong cái game này thì các bạn có hai chế độ. Ở cái phase 1 á, thì các bạn sẽ có hai chế độ là PvE là chơi với bot và chơi với máy. Còn PvP là bạn sẽ chơi với người chơi khác. À. Đó thì khi mà bạn chơi với máy, bạn sẽ kiếm được cái point, cái điểm ở trong game. Thì cái điểm này được dùng để là nâng cấp các cái xe, các cái vật phẩm NFT trong cái game của bạn ha. Thì khi mà bạn nâng cấp cái vật phẩm NFT của bạn rồi thì các bạn có thể là nâng cấp luôn cả cái giá trị của nó. Thì khi mà các bạn mua cái NFT ban đầu nó chưa có gì hết thì bạn nâng cấp nó lên thì nó sẽ xịn hơn và nó sẽ được bán với giá cao hơn. À, đó cũng là một cái cách kiếm tiền trong game ha. Và đặc biệt là game là dùng cái phần thưởng kết hợp cả point lẫn là cái đồng token chính của game. À, do đó thì mình thấy đây cũng là một cái điểm cộng ha. Rồi, thì cái PvP á, là cái phần mà bạn cũng có thể là kiếm được tiền ở trong game. Thì bằng cách là thông qua bạn có thể là kiếm được cái token HWL trong game. Thì khi mà bạn đạt được top 3 ở trong cái mục PvP thì bạn sẽ có phần thưởng. Đó, thì bạn đạt giải nhất, giải nhì, giải ba thì bạn sẽ có phần thưởng tương ứng với là 45%, 30% và 20%. Thì khi mà bạn tham gia vào trong cái PvP thì bạn sẽ phải đóng một khoản phí để các bạn có thể tham gia được vào PvP ha. Và Whole City sẽ lấy 5% của cái phần thưởng toàn pool này để mà gọi là tổ chức cuộc đua. À, thì tổng pool mà các bạn đóng vào trong cái PvP đó thì sẽ được chia đều ra cho 3 người đứng nhất là 45, 30 và 20%, các bạn hiểu chưa? Thì ba cái người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì sẽ mất tiền. Ở đây là mình thấy là có 6 người tham gia ha. Thì ba người đạt giải nhất, nhì, ba sẽ được tiền và ba người đạt cái hạng khuyến khích thì sẽ chỉ được point thôi. Ok chưa? Rồi, đây là cái đường đua ở trong game. Ok. Còn về các cái phương tiện thì nó có 5 cái loại xe và 6 cái độ hiếm của xe là Common, Rare, Mythical, 3 sao, 4 sao và 5 sao tương ứng ha. Đó thì cái này thì họ sắp tới thì họ chắc cũng sẽ là bán cái mystery box để mà mình có thể tham gia mua và mình có thể là mở ra những cái chiếc xe NFT theo nhân phẩm ha. Tại vì có cái độ hiếm thì nó gần như là nhân phẩm rồi. Thì nếu mà mở ra cái xe Rare hoặc là xe Mythical thì mình nghĩ là cái khả năng kiếm tiền nó sẽ là tốt hơn vì xe của nó là có tốc độ cao hơn rồi là có khả năng tăng tốc nhiều hơn. À thì bạn có thể thấy là buy start ở đây nè. Đây là những cái chỉ số trong xe thì cái tốc độ tối đa thì bạn có thể đạt được trong xe. Xíu nữa mình sẽ đua để mà cho các bạn xem ha. Tốc độ tối đa trong xe như ngoài đời thật của mình thì mình có những cái chiếc xe như là Dream thì 110 rồi là Future 125 chẳng hạn, thì cái đó là max speed, tốc độ phân khối của xe, mình nói cho dễ hiểu vậy ha. Chứ còn cái kia thì nó về phân khối với lại nó về cái tốc độ nó hơi khác nhau một tí, nhưng mà nhìn chung là nó sẽ là cái tốc độ tối đa của xe bạn có thể đạt được. Còn acceleration này có nghĩa là cái khả năng tăng tốc. Nếu mà khả năng tăng tốc này càng nhanh á, bạn chạy mà nó càng tăng tốc càng nhanh thì bạn sẽ có cái tỷ lệ thắng càng cao, đúng không ạ? Rồi steering là cái mức độ ổn định khi mà bạn vào cua. Đó thì cái tính năng này nó sẽ giúp ổn định chiếc xe của bạn khi mà các bạn cua gấp. Thì cái việc này có rất là nhiều cái người chơi cái bản thử đầu tiên á, họ than phiền là rất là khó đua, toàn là đâm vào tường. Thì đó là những cái con xe mà nó mới bắt đầu, nó có cái steering này nhỏ thì nó sẽ rất là khó điều khiển ha. Còn như vừa rồi mình vừa test xong cái xe NFT thì cực kỳ dễ điều khiển nha các bạn. Nếu mà cái chỉ số steering này càng cao thì mình nghĩ là xe nó sẽ rất là dễ điều khiển và nó là ổn định khi mà mình vào những khúc cua ha. Rồi, book speed, the maximum speed. Đây là cái gia tăng tốc độ tức thời nè. Bạn có thể dùng cái tính năng này để mà có thể giành chiến thắng trong một cái khoảnh khắc nhỏ nào đó ha. Nếu mà các bạn chơi nhiều game đua xe rồi các bạn chắc sẽ biết cái boost speed này ha. Rồi.
Về người chơi thì người chơi có thể là nâng cấp cái xe, rồi là đến kèm thêm các cái phụ tùng để mà tăng thêm các cái chỉ số. Chỉ số càng cao thì xe sẽ càng tốt hơn. Đó. Rồi người chơi cũng có thể là sẽ giao dịch, sẽ là trao đổi mua bán những cái xe của họ cũng như là các cái vật phẩm trong 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 game để mà có thể kiếm được tiền từ đó ha. Rồi thì đối với cái hệ thống đua xe thì mỗi 14,5 phút bạn sẽ được hồi một một cái xăng đi ha. Thì trong game này sẽ mặc định để cho là bạn có 100 lít xăng. Thì mỗi lần đua bạn sẽ tốn 5 lít xăng. Thì như vậy là một ngày bạn sẽ được đua 20 lần ha. 20 lần và trung bình là 14,5 phút sẽ được hồi 1 lít. Vậy thì 5 phút sẽ là 75. Vậy thì là khoảng 1 tiếng 15 phút là bạn sẽ được hồi một cái lượt đua. Đó, vậy thì một ngày bạn có được đua 20 lần. Thì do đó nếu mà cái game này thì bạn sẽ canh đua hết rồi bạn đi ngủ ha. Để hôm sau thì bạn sẽ được hồi lại xăng và bạn có thể đua tiếp. Đó, mà nếu mà hết xăng mà bạn muốn đua nữa thì bạn có thể là dùng khả năng là dùng HWL để mà các bạn có thể là mua thêm cái xăng này trong game ha. Rồi, cái những cái tính năng trong tương lai thì sẽ là cái Metaverse, một cái thế giới Metaverse mà ở đó các bạn có thể tham gia vào để mà các bạn có thể trò chuyện tán gẫu với những người chơi khác. Đó, rồi phase 3 thì bạn có thể là tiến hành farming, stacking hoặc là đua rồi là tự có thể là tùy biến những cái xe của bạn. Theo mà cái cách mà bạn tùy chọn ha. Rồi. Đây là những cái cách kiếm tiền trong game họ cũng nói rõ ở đây là bạn có thể là chơi chơi giải trí và có thể được kiếm được tiền thông qua stacking, collecting, earning ways. Có nghĩa là thông qua cái việc mà bạn stacking cái đồng token trong game nè, rồi là bạn có thể là kiếm được các cái tiền bằng cái việc mà bạn làm nhiệm vụ trong game ha. Rồi ở đây họ cũng sẽ trả lời luôn một câu hỏi là bao lâu thì người chơi có thể có lợi nhuận với một cái số vốn phải bỏ ra ban đầu. À, bạn nhớ là cái game này là cái game là pay to play, bạn phải bỏ ra một cái số vốn tương đối. Theo mình biết thì cái số vốn bạn phải bỏ ra là tầm 100 đến 150 đô để các bạn có thể bắt đầu với game này ha. Là bạn phải mua một chiếc xe thì bạn mới có thể bắt đầu đua xe được đúng không ạ? Rồi, thì trong 24 giờ một người chơi có thể có 100 lít xăng. Ok. À thì ở đây họ nói ROI sẽ là hơn 3 ngày. Mỗi ngày thì bạn sẽ nhận lại được 30% của cái phần tiền mà bạn bỏ vào đầu tiên. Có nghĩa là nếu mà bạn bỏ vào 100 đô thì bạn có thể nhận được là 30% cái số vốn mà đầu bạn bỏ ra mỗi ngày ha. Là sau 3 ngày là bạn có thể là bắt đầu có lợi nhuận từ game. Ok, đó là một con số rất là ấn tượng đúng không ạ? Tuy nhiên thì mình nghĩ là các bạn cần phải tìm hiểu kỹ thêm về cái tokenomics cũng như là cơ chế cụ thể hơn như thế nào ha. Bằng cái việc test game thì các bạn hãy cố gắng mà được test game càng sớm càng tốt để các bạn có thể nắm thêm được cơ chế. Xíu nữa mình sẽ cho các bạn xem luôn cái test game như thế nào nha. Rồi, nếu người chơi có một cái xe tốt, họ sẽ có thể bán trên Marketplace. Giá của cái xe sẽ cao hơn. Ok, stacking. Rồi, game cũng sẽ có trên phiên bản là Google Play và App Store các bạn nha. Trên Marketplace thì các bạn có thể dùng đồng BUSD và hoặc là HWL để mà mua. Cái này thì chưa có thông tin chính thức nha các bạn. Bởi vì hiện tại vẫn đang test thôi và test thì mua bằng cái đồng HWL các bạn ha. Rồi, cái này là cái Mystery Box. Thì cái Mystery Box này sẽ được bán với giá 50 HWL và một vé. HWL để mà nhận được 10 cái phương tiện luôn à. Nhiều vậy ha. Tỷ lệ xuất hiện thì là cái phương tiện 5 sao, cái xe 5 sao thì có chỉ có 1% xuất hiện thôi các bạn nha. Thì đây cũng là một cái game nhân phẩm ha. Tuy nhiên thì mình nghĩ đối với cái giá 50 HWL này, nghĩ chắc cũng là hợp lý và đâu đó tầm giá sẽ được ổn định trong khoảng từ 100 đến 150 đô. Mình hy vọng như vậy thì với cái giá đó thì sẽ phù hợp hơn với đại đa số người chơi trong cái thị trường game NFT này ha. Nếu mà cao quá họ mà không có ổn định giá thì mình nghĩ là sẽ là hơi khó.
Bởi vì nếu mà cố định cái HWL này mà giá HWL mà nó tăng lên kinh khủng thì 50 HWL cũng sẽ là một cái vấn đề. Cho nên mình hy vọng là cái con số này sẽ không cố định mà nó sẽ là tùy biến vào cái giá của cái đồng token hiện tại để mà luôn luôn ổn định ở một cái mức mà sao cho người mới có thể luôn luôn tiếp cận vào một cái vị thế ngang ngang được với người cũ một xíu thì mới có khả năng là người mới sẽ vào ha. Người mới sẽ có thể muốn đầu tư vào game ha. Tại vì một vài game thì mình thấy là sau một khoảng thời gian thì người mới sẽ không vào nữa vì họ sẽ là không có thể kiếm tiền được so với người cũ. Đó. Rồi, thì đây là roadmap. Thì nãy trên website cũng có rồi các bạn nha. Rồi về cái tokenomics thì ở đây họ có hai vòng. Strategic sell giá 0,10017 đô. Và cái giá IDO là 0,025 đô. Ok. Cái cap ở đây là chỉ có 281.000 đô thôi các bạn nha. Thì đó, nếu mà cái đây cái các bạn mà có thể trúng được cái vé mua IDO ở vòng public sale này thì các bạn có thể là cũng có khả năng là nhân rất là nhiều lần tài khoản của mình ha. Do đó là các bạn hiện đang mở cái whitelist IDO trên cả hai nền tảng luôn thì bạn hãy tranh thủ để mà làm cái IDO ha. Biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với bạn và bạn có thể là trúng được một cái suất mua IDO và nhân rất là nhiều lần tài khoản thì sao? Bởi vì mùa này thì game NFT thì có rất là nhiều cái sự kiện mình không thể là ngờ trước được ha. Rồi đối với public sale á, thì họ chỉ có trả 15% khi mà list sàn thôi. Còn lại thì mỗi tháng là bạn sẽ có còn lại 85% thì sẽ chia đều cho 6 tháng sau đó ha. Team thì chiếm 13%, Advisor chiếm 5,5%, Staking Reward, Dead Liquidity. Ok. Team thì cũng bị lock 12 tháng xong sau đó mới vesting. Đó, thì những cái điều này thì chứng tỏ là họ rất là tâm huyết với dự án rồi các bạn nha. Càng lock càng lâu thì chứng tỏ họ càng có một cái sự nghiêm túc với dự án ha. Thì đây là các bạn có thể thấy là họ phải nghỉ hết một năm, khóa hết một năm và sau đó là họ vesting trong vòng 2 năm tiếp theo. Rồi, đây là những cái so sánh mà họ đưa ra. Thì đối với cái Hồ City này thì nó là gameplay 3D so với Death Row rồi so với Axie Infinity và chỉ là cái tựa game 2D. À, rồi giá thì chưa nói được ha. Về Metaverse thì họ sẽ có nè. Free to play, yes. Sao mình thấy chưa free to play ta? Mình thấy phải có là 100 đến 150 đô ta. Cái này phải xem lại. Rồi DeFi có nè, Multiplayer có nè. Sell create event. Oh, cái tính năng này thì khả năng là sẽ được cá nhân hóa những cái event trong game ha. Ok. Rồi, tiếp đến là về team. Ok thì cái này mình đã lướt sơ qua ở trên cái website của họ rồi. Mình sẽ lướt nhanh qua cái phần này ha. Rồi, ok. Hết rồi. Rồi, đến bây giờ thì mình sẽ test cái tựa game này luôn cho các bạn xem nhé. Mình sẽ đua một vòng cho các bạn xem. Thì ở đây á các bạn á vào cái địa chỉ là betatest.hocity.io thì hiện tại là đang chỉ giới hạn cho các cái cộng đồng để mà test trước thôi. Còn người dùng user phổ biến phổ thông thì chưa có được test ha các bạn ha. Đó thì bây giờ các bạn vào file test nè. Các bạn connect với cái ví của mình ha. Mình phải chuyển sang. À đúng rồi, đang test nè. Rồi gara. Đây là mình có hai con xe nè. Mình sẽ chọn một con xong sau đó mình bấm single play. Rồi, để đua cái game này thì các bạn chỉ cần sử dụng ba cái phím là W A S D để mà các bạn A D thôi chứ không có S thôi. W A D thôi. W là tiến tới nè, A là rẽ trái nè, S là rẽ phải nè. Đó rồi còn thêm hai nút nữa mà mình vừa phát hiện đó là nút Q là nút đá chân trái. Các bạn có thấy không ạ? Cái chân trái rất là ngắn, giơ ra nhìn chết rồi, lộn hướng rồi. Ôi, mình vừa nói mình vừa đua thì lại bị chạy thứ mất tiêu. Bây giờ phải tranh thủ đuổi kịp anh em đồng bọn. Để mình canh mình một cái mẹo đua là khi mà các bạn bao cua, các bạn đừng có bấm im cái nút rẽ trái rẽ phải nha, các bạn nhấp nó.
bạn nhấp nó thì sẽ đua đỡ bị các bạn thấy có hại không ạ? Bởi vì là cái anh này thì cái đầu anh rất là to nhưng mà cái chân anh rất là ngắn, khi mà đá vô thì nhìn nó bự bự sao đó, nhưng mà nó rất là hại ha. Nhưng mình đá mãi thì không có cái lần nào mà mình đá trúng cái đối phương cả đó. Bạn có thể thấy là ở cái phiên bản này á, cái xe NFT này nó có cái tốc độ rất là cao, do đó là mình rất là dễ dàng mình đuổi kịp, mình rất là dễ dàng mình đuổi kịp các con bot này ha. Còn cái phiên bản đầu tiên thì quả thật là nó hơi khó. Đối với phiên bản này thì mình tự tin là mình sẽ đạt giải nhất một cách easy luôn. Thì trong trường hợp là mình muốn gặp mấy cái bạn đối thủ lên để mà mình đá mấy bạn ấy nhưng mà mãi không đá được. Đấy, về đích rồi nè. Ok, bây giờ là mình đang ở hạng nhì. Thì hạng nhì sẽ không có được HWL các bạn nha. Và cái số point mà các bạn đạt được chỉ là 800 thôi. Còn hạng nhất á, bạn sẽ được 10 cái HWL và được 1.000 cái point ha. Ok chưa ạ? Đó. Rồi. Đây là cái số tiền ở trong game mà bạn có thể thấy được ở trong cái tài khoản của bạn. Thì ở đây là cái HWL này, còn ở đây là cái điểm point ở trong game. Point này thì dùng để mà nâng cấp cái xe của bạn trong gara ha. Còn cái này là năng lượng, cái này là voucher, rồi cái này là số lượng xe của bạn. Rồi ha. Ok, đó là cái mình demo cho bạn xem cái game rồi ha. Tiếp theo mình sẽ quay lại cái slide của mình để mình tổng kết một xíu. Đó thì trong game nè, mình sẽ tổng kết lại cái đồng HWL và cái đồng point nó khác nhau như thế nào. Đồng HWL là cái token chính của game, là phần thưởng nhận được khi thắng giải PVP xếp hạng càng cao thì nhận được phần trăm HWL trong pool tương ứng, được sử dụng để mua xe NFT. Cần bỏ ra một khoản HWL nhất định để được tham gia vào vòng đua PVP. Cái khoản này là bao nhiêu thì mình chưa biết, nhưng mà khi mà bạn tham gia đối với người chơi khác thì bạn cần phải tốn một khoản phí. Và khi bạn tốn khoản phí thì nó có một cái rủi ro, mình nhận thấy là nếu mà nó đua hơn 3 người thì bạn không chắc nhận được phần thưởng, mà thậm chí là bạn có thể mất đi cái đồng HWL bạn bỏ vào để làm phí ha. Bởi vì là chỉ có top 3 mới được nhận thưởng HWL thôi. Còn nếu bạn bỏ HWL vào để mà bạn làm phí đua xe và bạn thua, bạn đạt được giải 4, giải 5, giải 6, giải 7 chẳng hạn vậy đi, thì bạn sẽ không có được đồng HWL. Thay vào đó thì bạn sẽ chỉ được đồng point trong game thôi ha. Rồi đó cũng là một cái sự mà các bạn cần cân nhắc ha. Rồi cái đồng point là cái phần thưởng nhận được khi thắng giải PVE. Thì cái point này nó không phải là một cái token, bạn không thể trao đổi được nó. Và bạn có thể tích lũy nó để mà các bạn có thể là đổi cái NFT trong game, như là xe hoặc là cái vật 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 phẩm trong trong game ha. Rồi được sử dụng là để mua phụ kiện để mà nâng cấp cái xe lên. Đó thì cái đồng point này cũng rất quan trọng để mà các bạn có thể nâng cái giá trị cái xe NFT của mình lên. Thì nếu các bạn mà mình thấy là đối với các cái game game NFT á, thì tốt nhất là các bạn nên đầu tư vào NFT để các bạn nâng cấp nó. Bởi vì khi các bạn đầu tư vào NFT và bạn nâng cấp nó thì bạn vẫn có cơ hội để các bạn có thể là bán lại cái NFT đó để mà các bạn thu hồi vốn về. Còn nếu như mà các bạn mà dùng cái không dùng NFT, không có chịu bỏ tiền để mà đầu tư NFT mình để chơi free, thì cái khả năng mình lấy lại vốn mình cảm thấy nó là không có được tối ưu lắm. Tại vì cái đó là thông qua cái game My Master World mình vừa chơi vừa qua, thì nó lại cho mình thấy một cái góc nhìn như vậy ha. Ok. Rồi thì để kiếm tiền trong game này hiện tại thì có 4 cách chính. Đó là chiến thắng trong PvP và bạn đạt được top 3 trong PvP. Bán NFT trên cái marketplace, rồi là bạn cho thuê NFT. Nếu mà các bạn là một cái người, cái nhà đầu tư, một cái người chơi mà không có nhiều thời gian để mà ngồi chơi game á, thì các bạn có thể đầu tư NFT và các bạn đem lên, các bạn cho thuê cái NFT đó và bạn sẽ được nhận lại một cái phần lợi nhuận nào đó mà cái chợ người ta trả lại cho bạn. Bạn sẽ không có bị mất phí gì cả, bạn sẽ đạt được một phần lợi nhuận ha. Dự án sẽ thu một cái phần phí ở trong đó, và người chơi người người thuê cũng sẽ có được cái lợi ích khi mà họ thuê được cái xe giá rẻ chẳng hạn vậy ha. Thì mình thấy cái việc mà đi cho thuê NFT này là một cái rất là tiềm năng trong tương lai dành cho những cái nhà đầu tư mà họ có ít thời gian và họ không có thời gian để họ chơi game nhưng mà họ vẫn muốn đầu tư vào những cái tựa game NFT như thế này ha. Rồi stack NFT để nhận đồng HWL. Đó thì khi mà bạn có NFT, bạn không chơi được game, bạn không muốn cho thuê, thì bạn vẫn có thể là stack NFT để mà các bạn có thể nhận được những cái đồng HWL này nữa nữa ha.
đó. Rồi còn thứ năm nữa mình có thể thấy được là bạn có thể là làm wallet, bạn có thể là làm airdrop để mà các bạn có thể có thêm được những cái sự may mắn mà các bạn có thể sở hữu được cái đồng HWL này ha. Đó. Rồi cuối cùng á thì là cái mẹo này á là cái mẹo này á là để là các bạn sẽ là làm airdrop sang token HWL rồi là làm wallet trên mua IDO HWL, thì tất cả những cái link này mình sẽ để ở trong phần mô tả của video ha, bạn hãy vào cái phần mô tả để mà bạn xem. Rồi sẽ có những cái bài hướng dẫn mình cũng sẽ để luôn ở trong phần mô tả video nha. Bởi vì á theo mình chơi game từ cái lúc đầu á thì mình nghĩ là khi mà các bạn mua được IDO, khi mà các bạn có được cái token ở một cái vị thế đẹp á, thì nếu mà các bạn có một cái số vốn lớn một tí, bạn chốt được lời rồi á, à quên, bạn chốt được vốn rồi á, thì bạn sẽ còn giữ lại cái phần lời và bạn dùng cái phần lời đó để mà các bạn chơi game á, thì sẽ rất là nhẹ nhàng đầu óc ha. Còn mà nếu mà các bạn tìm hiểu sâu về game và bạn có thể biết được cái mức ROI của nó đối với game này, thì theo cái tokenomics của họ thì họ bảo là sau 3 ngày thì bạn sẽ có thể là có lợi nhuận từ game rồi, thì bạn cũng có thể là cân nhắc để mà có thể là bắt đầu với game ha. Rồi, thì game cần 100 đến 150 đô để mà các bạn có thể mua xe NFT và bắt đầu chơi game được. Ok. Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn về một cái tựa game rất là vui này ha. Rồi thì hy vọng là cái video này sẽ mang cho các bạn thêm nhiều cái góc nhìn về cái game NFT và các bạn có thể là nắm bắt được cái cơ hội để mà có thể bắt đầu được với cái việc gọi là chơi game kiếm tiền ha. Ok, thì các bạn cần phải lưu ý thì đây không phải là cái lời khuyên đầu tư mà gần như nó chỉ là một cái chia sẻ của mình khi mà mình đọc, mình tìm hiểu về dự án, mình sẽ tham gia về dự án, mình muốn chia sẻ lại cho các bạn hiểu ha. Rồi các bạn nếu mà muốn tiến hành xuống tiền tham gia thì các bạn làm ơn hãy đọc kỹ cái tokenomics, theo dõi dự án liên tục để các bạn có thể ra những cái quyết định cuối cùng của mình nha. Ok, chúc các bạn có thể kiếm được nhiều tiền từ cái game NFT này, và nếu mà các bạn cần một cái đội nhóm có thể đồng hành cùng các bạn trong cái việc chơi game NFT kiếm tiền thì các bạn hãy vào đội nhóm của mình ha. Mình để các cái đường link vào các cái đội nhóm của mình ở phần mô tả của video, và đừng quên share và like, chia sẻ, subscribe kênh của mình để nhận thêm những cái video review về cái game NFT ha. Bye, chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.